Vân có thể tiết lộ một tí xíu nho nhỏ cho bạn Tùng và tất cả mọi người ở đây là con số của Thanh Sói đến hiện tại thì nó đã gấp đôi con số sản xuất của Hai Phượng. Với thành công của Hai Phượng thì ekip đã bị một cái áp lực rất lớn rồi, bởi vì nó là một cái bóng quá lớn và không hiểu, không biết làm như thế nào để mình có thể vượt qua được. Nhưng mà may mắn thay thì Studio 88 luôn luôn có những chuyên gia, những người rất là giỏi cùng tham gia vào ekip để tạo dựng lên những cái mới mẻ hơn, để đưa ra những cái sản phẩm nó có những cái cách sáng tạo mới hơn. Thực ra thì hành động thì Vân nghĩ mình sẽ không thua gì Hai Phượng đâu mà thể hơn. Bởi vì cái gì cũng vậy, mình đã làm qua rồi một lần thì mình sẽ phải làm tốt hơn, chứ mình không thể nào làm dở hơn. Câu chuyện cần phải nói ở đây đó là cái câu chuyện làm như thế nào để khán giả cũng hiểu được, thương được, cảm được nhân vật Thanh Sói, và tại sao chúng ta lại có một nhân vật phản diện đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một cái thử thách rất là khó cho ekip. Thực sự rất khó, bởi vì làm phản diện đó không phải dễ dàng như là mình làm. Thực ra là Vân thật sự luôn luôn biết ơn tất cả các người yêu điện ảnh, những người đã ủng hộ Vân trong hành trình trở thành đại nữ và đã ban cho Vân cái thương hiệu đại nữ tại thị trường Việt Nam. Và trong suốt mười mấy năm qua thì như các bạn cũng thấy là Vân không bao giờ dám lơ đi cái trách nhiệm của mình đối với cái thương hiệu mà mọi người đã ban tặng. Bởi vì thế là sau từ Dòng Máu Anh Hùng cho tới Hai Phượng, mọi người cũng thấy được cái sự nỗ lực của Vân để cố gắng không làm thất vọng khán giả ủng hộ Vân trong khoảng thời gian qua, mà bây giờ thì lại trao cái quyền trưởng này cho cái cô bé này kế bên. Thực chất đó thì Quỳnh đã phải trải qua rất là nhiều như bạn cũng thấy, và bạn nói là có trao cho bạn ấy áp lực quá hay không đó, thì thứ nhất là chắc phải để bạn ấy trả lời câu đó. Thứ hai đó là Vân có cái tính cách làm việc như thế này, Vân luôn luôn tạo áp lực cho ekip của mình, tạo áp lực cho tất cả các khâu, không chỉ vì một người diễn viên đâu, ai cũng vậy hết. Làm việc với Vân là luôn luôn gặp áp lực. Bởi vì sao? Vân nghĩ rằng nếu có áp lực thì mình mới cố gắng được, nếu có áp lực thì mình phải thực sự nỗ lực hết sức mình để đạt được điều đó. Và Vân cố tình tạo áp lực cho bạn này luôn, để cho bạn ấy cố gắng và cố gắng hơn nữa. Bởi vì chỉ có thế mới chinh phục bản thân mình, và trên hết là chinh phục được khán giả. Nếu như mà để nói về tất cả những cái áp lực để mà ngày hôm nay trở thành diễn viên trong bộ phim Thanh Sói thì phải nói rất là nhiều, mà bây giờ em nghĩ là em cũng không thể nào mà nhớ được hết, là tất cả những cái mỗi một cái khoảng thời gian thì mình đều có một cái khó khăn riêng. Từ ngay từ những ngày đầu tiên thì là về võ thuật thì như mọi người biết là khi mà học võ thì sẽ phải chịu đau rất là nhiều, và có những cái nỗi đau mà mình cảm thấy mình bất lực trong những cái lúc mà mình tập luôn, thì càng ngày càng nhiều thứ nó cứ dồn đến. Và nhưng mà khi mà gặp được nhiều những cái khó khăn như vậy thì em học được cách mà bước qua được nó, để mà mình có thể cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Tại vì mình biết được rằng là mình phải bắt buộc vượt qua được tất cả những khó khăn như vậy thì mình mới đủ tư cách, và mình mới có thể có khả năng và có thể gánh vác được cái trách nhiệm mà chị Vân đã trao tặng cho mình. Nói thiệt. Không, cái câu này thì cũng rất là đúng. Tại vì đúng là Tiên có chia sẻ, người đầu tiên mình chia sẻ là cái anh ở nhà thì anh nói là thử đi. Anh rất là đồng ý, rất là ủng hộ luôn. Tại vì anh biết là tính mình có cản thì mình cũng làm thôi. Nên là rất là ủng hộ trong vai trò này. Con cháu thì được lớn lên đàng hoàng chưa? Chia sẻ thật lòng là trước khi mà mấy anh chị em diễn viên đi ra sân khấu là đã được dặn rồi, là gọi là xui lắm mới phải nghe được cái câu hỏi này đó. Thì hôm nay là em chắc là dính chữ luôn, là cái câu là tiết lộ về nhân vật, là bởi vì đã được dặn là không được tiết lộ nhân vật ạ. Thực ra thì rất là khó để mà tiết lộ được bất kỳ nhân vật nào trong cái dàn cast này, ngoại trừ Đồng Anh Quỳnh ra là Thanh Sói ra. Có một cái điều mà chị Vân cũng như là anh Aaron là về phần biên kịch
biên tập, biên kịch bộ phim đã nói đi nói lại đó là mỗi nhân vật, mỗi bạn cast ở đây, diễn viên ở đây đều có một vai trò ngang nhau trong cái bộ phim Thanh Soái này. Tức là sẽ không có chính phủ hay vân vân, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng. Như hồi nãy chị Vân có hé lộ một chút xíu là sự kết nối giữa Tiên, nhân vật của Tiên và nhân vật của Đồng Anh Huỳnh nó có một cái sự kết nối nhất định xuyên suốt cái mặt phim. Đó là những gì mà Tiên có thể chia sẻ thôi. Còn về áp lực thì đúng, áp lực ở đây thứ nhất là áp lực làm việc với chị Ngô Thanh Vân, cái đó là nó quá rõ ràng rồi. Nó là áp lực mà nó cũng là lý do vì sao mà Tiên quyết định thử sức mình ở dự án này, là bởi vì mình có được niềm tin ở Studio 68, mình có được niềm tin ở chị Ngô Thanh Vân, ở anh Aaron, ở tất cả những con người đằng sau của Thanh Soái, của dự án Thanh Soái. Cái niềm tin đó làm cho mình chấp nhận là ok, thử một lần cho biết như thế nào. Nhưng mà thật ra là thử một lần cũng không cho biết được, mà rất vất vả mọi người ơi. Nó không phải là thử cho vui đâu ạ, Tiên lỡ dạy thử cho vui nhưng mà nó cực lắm ạ. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà đúng là Quỳnh thì đã tập một năm trời rồi, Tiên với lại Vi thì hai chị em Tiên vào hồi tháng 6 bắt đầu tập luyện, tháng 6 Vi thì hình như tháng 9. Và đối với những cô gái mà chân dưới tay mềm, quen nhảy hơn quen đấm như Tiên thì nó quá mệt, nó quá khó khăn luôn. Và Tiên vẫn hay nói vui là Tiên còn bị thêm vấn đề tuổi tác nữa. Mình lớn nhất trong dàn cast này, mình lớn nhất trong cái dàn cast này, cho nên là mình cũng có nhiều trở ngại lắm. Nhưng mà rất cái trong cái quá trình tập luyện bỏ như vậy thì nó có một cái rất là hay, đó là ba chị em cũng như là hai diễn viên solo và Thùng Nguyễn đã tạo ra được cái kết nối rất là thân thiết ngoài đời với nhau, rất là thân với nhau. Và tin rằng là cái sự thân thiết tự nhiên đó nó sẽ đem đến cái chemistry thật hơn cho nhân vật trong bộ phim Thanh Soái này. Vân không muốn phải là người nói hai lời, tại vì thật ra Vân rất là sợ làm đạo diễn. Xin thú thật như vậy luôn. Bởi vì Vân biết rằng nếu ở vai trò sản xuất thì Vân sẽ làm tốt cái công việc hơn, để có được một cái nhìn tổng quát cho tất cả các dự án mà mình sản xuất. Tất cả là chỉ tại vì Covid mà thôi. Bởi vì thực ra thì khi bắt đầu phát triển dự án thì Vân có mời đạo diễn người Mỹ, và anh ta đã đồng ý. Và trong khoảng thời gian trước khi Covid bùng nổ thì anh ta cũng có về cùng với lại ekip biên kịch ngồi lại và viết ra hết tất cả những cái câu chuyện mà Thanh Soái cần phải trải qua. Rồi sau đấy thì anh lại về Mỹ. Và cái đợt Covid thứ hai bùng nổ, thì sau cái đợt Covid thứ hai bùng nổ thì như quý vị cũng biết, tình hình rất là căng thẳng và tất cả những cái biên giới nó đều đóng cửa, và dĩ nhiên anh ta không vào lại Việt Nam được nữa. Và sau đấy thì ekip cũng nói rằng là bây giờ chắc không tìm được một người đạo diễn nào thích hợp ngoài chị. Thì Vân lại tìm đến Aaron Toronto, là một người biên kịch cùng Vân trong cái hành trình từ Hai Phượng qua tới Thanh Soái. Và Aaron Toronto là người thích hợp nhất để cùng với Vân đồng đạo diễn trong cái bộ phim này, để Vân không phải chịu hết tất cả cái gánh nặng trên cái vai của mình. Và nếu như có rủi ro gì thì vẫn có người ở phía sau để có thể bước vào để lo hết tất cả các công việc còn lại. Thường thì Vân rất là ngại tuyên bố những cái con số ở những cái buổi như thế này, bởi vì đến cho cùng thì mình cũng không muốn nói là khi mà mình bỏ những cái công sức và những cái đam mê vào một cái dự án để đẩy nó lên, thì Vân không muốn mình phải hạn chế sự sáng tạo và cái sự thúc đẩy cho cái chất lượng của bộ phim nằm trong con số. Vân có thể tiết lộ một tí xíu nho nhỏ cho bạn Tùng và tất cả mọi người ở đây là con số của Thanh Soái đến hiện tại thì nó đã gấp đôi con số sản xuất của Hai Phượng. Em với lại Studio 68 thì cũng đã có mấy lần cơ duyên với nhau, nhưng mà anh Hùng lần trước em đến cast mấy lần mà bị rớt không ạ? Không hiểu sao rồi đến cái lần này thì em cũng đang trong giai đoạn quay một bộ phim khác, thì cũng có nhận lời mời của chị bên chị Ngô Thanh Vân. Nghĩ là không biết có nói gì như lần trước không, thôi cứ đi thử đi. Thì vừa bước vừa trong phòng thì mọi người gần như là những người trước đây đã từng cast em kêu là hy vọng lần này sẽ được làm việc với luôn. Và thật sự là
khác với những lần trước là em mang một cái tâm thế rất là thoải mái, là bởi vì lần nào lần trước mình cũng rớt rồi thôi, lần này rớt cũng không sao, nên em rất là thoải mái, em vô cast bình thường thôi. Không ngờ sau khi cast đó, lần đó sẽ lại nhận được cái thư mời cast vòng tiếp theo nữa. Và cuối cùng là final là chốt em, thì em thấy rất là vui, nghĩ là đây là lần cuối cùng mà quá ta ba bận rồi.